Cũng trong hôm nay tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền đối với Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án, bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho biết mình rất đau lòng khi sự việc xảy ra để bản thân và các bị cáo khác phải hầu tòa. Bị cáo Luyện cho biết sẽ nhận hết trách nhiệm dân sự đối với khách hàng bằng những tài sản hiện đang có. Về trách nhiệm hình sự, bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét cho các em của bị cáo được hưởng mức án tù đúng bằng số năm tạm giam để làm lại cuộc đời. Các bị cáo khác cũng chỉ vì tin tưởng lời của bị cáo, thực tế họ không biết gì, không hưởng lợi gì. Bị cáo Luyện cũng mong hội đồng xét xử xem xét đối với các hợp đồng đã ký với khách hàng, không hình sự hóa với các giao dịch dân sự để bị cáo có thể trả tiền, giao đất cho khách hàng. Ngoài bị cáo Nguyễn Thái Luyện, các bị cáo khác được nói lời sau cùng đều mong hội đồng xét xử xem xét để có mức hình phạt nhẹ nhất, sớm trở về với gia đình, phụng dưỡng mẹ già, nuôi con nhỏ. Đồng thời các bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến các khách hàng. Trước đó, giữa đại diện Viện Kiểm sát và luật sư bào chữa cho các bị cáo đã thực hiện đối chất vấn đề nhiều tình tiết trong vụ án, trong đó có việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, chủ tọa thông báo hội đồng xét xử sẽ nghị án và tuyên án vào ngày 29 tháng 12. Việc tuyên án cũng sẽ được phát trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hai đoàn kiểm tra của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa được thành lập để rà soát công tác kiểm định của các trung tâm đăng kiểm phía Nam cùng với các trung tâm có biểu hiện tiêu cực ở một số tỉnh thành khác trong một tháng. Đây là động thái mới của Cục sau khi 9 trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị cơ quan công an điều tra vì bỏ qua các vi phạm của xe cơ giới. Trong đó có một đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, 8 đơn vị thành lập theo hình thức xã hội hóa. Ngoài thanh kiểm tra, Cục Đăng kiểm sẽ rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn để siết chặt lại công tác cấp phép, quản lý hoạt động của các trung tâm đăng kiểm, đặc biệt là siết chặt thành lập trung tâm kiểm định xe cơ giới. Hiện nay cả nước có 280 trung tâm đăng kiểm, trong đó 64 thuộc các sở giao thông vận tải và 216 được đầu tư xã hội hóa, tập trung nhiều nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chiều nay 22 tháng 12, phiên tòa xét xử đại án gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC, được hội đồng xét xử dành thời gian để luật sư thẩm vấn cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành, nhằm làm rõ mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cũng như những lần nhận hối lộ, việc sử dụng tiền nhận hối lộ. Tại tòa, bị cáo Thành thừa nhận việc nhận tiền từ bị cáo Nhàn như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo khai là biết bà Nhàn vào năm 2003, khi Nhàn đến đầu tư vào dự án bệnh viện, đã có mời lãnh đạo Ủy ban Nhân dân sang dùng cơm và tại đây giới thiệu Nhàn AIC là công ty lớn, đề nghị được quan tâm. Bị cáo cho rằng AIC là công ty lớn, quan hệ rộng nên hỗ trợ giúp đỡ công ty với tinh thần chung của lãnh đạo tỉnh theo phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Theo bị cáo, việc giúp là hướng dẫn về thủ tục, quy trình, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chứ không có ý phải đặc biệt ưu ái gì cho AIC hay bản thân bà Nhàn. Ngày mai, hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Thưa quý vị, tòa án các cấp cần nâng cao chất lượng xét xử và coi đây là nhiệm vụ căn cốt, từ đó khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác này, đặc biệt là xét xử án hành chính hình sự. Yêu cầu này được chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đặt ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tòa án năm 2023. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến gần 800 điểm cầu tới tất cả các tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tòa án quân sự cấp quân khu, cấp khu vực trong toàn hệ thống để đến thẩm phán, cán bộ, công chức và tòa án tham dự theo dõi trực tiếp. Báo cáo của ngành tòa án cho thấy, năm 2022, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản của 840 vụ, 1.995 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền trên 4.027 tỷ đồng và nhiều tài sản khác. Mặc dù số lượng các loại vụ án tòa án phải thụ lý, giải quyết tăng gần 6% so với tính chất đa dạng, phức tạp, tuy nhiên nhờ áp dụng nhiều giải pháp đột phá, ngành tòa án đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng dịch vụ tranh tụng được đảm bảo. Về các vụ án hình sự, đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, không phát hiện trường hợp nào làm oan người vô tội. Tuy nhiên, hai điểm yếu căn bản trong công tác xét xử cũng được người đứng đầu ngành tòa án chỉ rõ. Cái yếu của chúng ta là hiện nay là về mặt chuyên môn là có hai cái việc, các đồng chí rất lưu ý. Là cái yếu về cái xét xử án hành chính.
nhiều địa phương là không đạt, chất lượng thì cũng không cao, tỷ lệ bị sửa thì nhiều. Đấy là cái án này. Cái yếu thứ hai mà phiên họp về công tác tư pháp của Quốc hội cũng nêu ra, đấy là cái yếu về cái giải quyết đơn giám đốc. Đơn thì bây giờ nó phát sinh nhiều quá, cuối cùng kéo hết lên tối cao. Cái này có những cái bất hợp lý về quy định của luật, trong tương lai chúng ta sẽ phải sửa. Nhưng mà nói gì nói, chúng ta vẫn còn đang hạn chế. Theo thông lệ, về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023, Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định sẽ xét xử nhiều đề án tham nhũng. Ngành tòa án sẽ đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng xét xử, khắc phục những hạn chế yếu kém trong từng loại án mà dư luận quan tâm, kỳ vọng. Các cái chỉ tiêu cơ bản và chất lượng xét xử chúng ta phải hoàn thành và nâng lên. Đây là cái nhiệm vụ căn cốt của chúng ta. Tòa mà không xét xử, theo đó là các chỉ tiêu của Quốc hội giao chúng ta phải đảm bảo. Thế rồi cái gì còn yếu, còn thiếu là phải nâng lên, đặc biệt là cái khu vực án hành chính. Cái này phải có cái giải pháp. Đương nhiên là cái án hành chính là nỗ lực riêng biệt của tòa là không làm được. Nó phải có sự tham gia của chính quyền. Thế rồi các bên liên quan, cho nên là các bên cũng phải nỗ lực. Nhưng về phía chủ quan là chúng ta phải khắc phục được cái khiếm khuyết trong cái xét xử án hành chính. Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng yêu cầu tòa án các cấp xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án thanh liêm, chính trực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, có tấm lòng nhân ái, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, thẩm phán, để mỗi cán bộ, thẩm phán thấy rõ hơn trách nhiệm chính trị của mình trước Đảng, trước nhân dân. Thưa quý vị, năm 2022 dù còn nhiều khó khăn, nhưng VNPT vẫn hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục thể hiện rõ vị trí chủ lực của tập đoàn trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin của đất nước, cũng như quyết tâm chuyển đổi, tìm kiếm khai thác cơ hội kinh doanh mới, và tinh thần này cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Đó là những ghi nhận từ lãnh đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Thông tin và Truyền thông tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2023 của tập đoàn VNPT diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Năm 2022, tổng doanh thu tập đoàn VNPT đạt 55.209 tỷ đồng, lợi nhuận là 6.629 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 5.228 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 9,35%. Đảm bảo 100% việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động trong mặt bằng chung của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Tập đoàn đã triển khai đổi mới toàn diện phương thức tổ chức sản xuất và kinh doanh dịch vụ, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng sáng tạo công nghệ, góp phần cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đảm bảo thu nhập ổn định ở mức khá cho cán bộ công nhân viên. Với phương châm hành động, tư duy đúng, hành động nhanh, khai phá cơ hội tăng trưởng, năm 2022 được tập đoàn VNPT khởi động bằng ý chí quyết tâm vượt lên thách thức, tìm kiếm, nắm bắt cơ hội để khai phá và tăng trưởng. Năm 2023, tập đoàn đánh giá nền kinh tế Việt Nam sẽ phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Thị trường viễn thông tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh về giá, hầu như không kiểm soát giữa các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin đã và đang trải qua sự tăng trưởng nhanh doanh thu về data và dịch vụ số, trong khi doanh thu dịch vụ truyền thống giảm dần. Thị trường dịch vụ công nghệ thông tin ngày càng nhiều loại hình doanh nghiệp tham gia cạnh tranh, trong đó có những doanh nghiệp nước ngoài với tiềm lực mạnh, có những doanh nghiệp vừa và nhỏ với sự linh hoạt, lanh lẹ với thị trường. Tập đoàn cần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới, sáng tạo ở tất cả các đơn vị trong tập đoàn, tiếp tục xây dựng và phát triển VNPT thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, năng động, hiệu quả, hiện đại, có năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế, thực hiện tốt nhiệm vụ công ích, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh. Tập đoàn tiếp tục khó khăn, tiếp tục phải thay đổi, tiếp tục phải đổi mới, tiếp tục phải quyết liệt đối với lại tổ chức thực hiện. Trước những thách thức và cơ hội như vậy, VNPT đã xác định động lực để VNPT cạnh tranh và phát triển là chuyển đổi thành một tập đoàn công nghệ tham gia sâu rộng vào chuyển đổi số quốc gia, trong khi vẫn giữ vững các dịch vụ truyền thống là thế mạnh của một nhà mạng viễn thông hàng đầu. Để làm được điều đó, đòi hỏi sự bền bỉ và sáng tạo hơn nữa của mỗi cá nhân trong tập đoàn, cũng như những giải pháp cụ thể cho mỗi nhiệm vụ đặt ra.